dạ dày. Ôi nhành cây trứng cá. Anh Bin. Ôi ông già trời, má ơi gì vậy? Tưởng trời đất ơi, hú hồn tưởng chủ nhà cả chửi. Trời ơi, dạ. Ai đâu mà chửi anh ơi ơi. Anh biết là ngày hôm nay em đưa anh đi đâu rồi. Đi đâu? Nhân vật này chắc là liên quan đến là bán cá ở ngoài chợ đúng không? Hả? Sao vậy? Tại vì có trồng cây trứng cá ở trước cửa nhà. Màu lao ghê, nhà này đâu phải nhà nhân vật. Ủa vậy hả? Trời ơi. Nhà chỗ này là chỗ em hẹn anh thôi. Vậy hả? Ừ, nhà nhân vật đằng kia kìa. Nhà nhân vật này là ai ta mà sao ở tuốt trên củ chi vậy? Nhân vật này là một người gọi là rất là truyền cảm hứng nè, rất là nhiều cái nghị lực nè, nói chung rất là hay. Em mà đưa anh đi nhân vật nào là cũng hay hết trơn. Bây giờ mình chào khán giả cái đi. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà. Cốc 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 cốc. Quý vị ơi, hôm nay Ngọc Lan sẽ đưa anh Quốc Thuận cũng như là quý vị sẽ đi gõ cửa thăm một nhân vật mà có rất là nhiều huy chương mang về cho đất nước của chúng ta. Nhiều huy chương mang về cho đất nước. Trời ơi, kỷ lục của thế giới luôn nha anh. Như vậy là vận động viên đúng không? Dạ đúng rồi. À, em ăn trứng cá. Không, em không ăn đâu. Trời, anh chỉ nói mụn đi nè. Nè, cái xe nè. Ủa, xe của ai? Xe của nhân vật. Nhân vật? Ừ. Ha, không lẽ đi thăm lại nhà của con bé Như? Vận động viên bơi lội. Không, nhà bé Như chỗ khác đâu, phải chỗ này. Ừ. Bí mật lắm, đi vô gõ cửa đi rồi biết. Trời ơi, cửa này sao gõ? Cốc cốc cốc. Ui da, đào tài quá. Xin chào, xin chào. Em chào anh, chào chị. Xin chào. Chào, em chào chị. Dạ, chào Ngọc Lan. Trời ơi, Ngọc Lan nói là hôm nay đi thăm nhà một vận động viên mà suy nghĩ hoài không ra. À, thì ra đây rồi, nhìn cái bắp tay là biết vận động viên. Cả tự, cả tự là cử tạ. Rồi giờ sao? Mày cầm cái đồng hồ hoài vậy? À quên. Ây, tụi em có món quà lưu niệm gửi cho anh. Đây là món quà đến từ chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà. Cảm ơn chương trình rất nhiều, có món quà rất ý nghĩa. Mời mời khách vào nha. Rồi, vâng vâng vâng. Ê, Lan dẫn anh vô, Lan đứng lên nói bị chuột gút. Bị chuột gút. What are the referees think? Is there another Paralympic record? Thưa quý vị, hiện tại thì hai anh em Ngọc Lan và Quốc Thuận đã được ở trong nhà của anh Công rồi. Yeah. Đây là gia đình của anh Công nè. Yeah. Anh có thể giới thiệu từng thành viên trong gia đình cho quý vị khán giả biết không? Vâng, xin chào Ngọc Lan và chào anh Thuận. Thì cũng xin giới thiệu về các thành viên trong gia đình. Đầu tiên thì bé Lê Tuấn Anh là con trai lớn của Công. Và ngồi kế bên Tuấn Anh thì có vợ của Công là chú Địa Tạm. Và đây là gái út của Công thì tên Lê Trâm Anh. Và Công thì như mọi người đã biết, Công là Lê Văn Công, vận động viên cử tạ của thể thao người khuyết tật Việt Nam. Đồng thời anh Công còn là người đã được nhận rất nhiều bằng khen từ các nguyên thủ quốc gia của chúng ta. Đó là một cái niềm vinh hạnh, đúng không? Hồi nãy trước khi ở đây trò chuyện với gia đình là mình đã đi lướt qua căn nhà này, mình đã nhìn thấy rất nhiều những huân chương lao động. Bây giờ cho hỏi Công là hiện tại thì ngoài cái công việc là phục vụ cho quốc gia thể thao thì Công có làm thêm công việc gì nữa không? Vâng, thì ngoài công việc tập luyện hàng ngày để mình chuẩn bị cho các giải đấu thì song song với đó thì Công kết hợp cùng với người thầy lúc trước dạy Công là nghề điện tử, thì Công cùng với thầy có một cái cửa tiệm nhỏ nhỏ, Công và thầy đang sản xuất về thiết bị âm thanh. Còn bà xã Công thì làm công việc gì? Bây giờ thì hiện tại thì bà xã của em thì đang ở nhà nội trợ, và công việc chính là chăm cho hai cháu.
Vì thường ngày thì đầu tuần thì mình phải tập trung tại trung tâm huấn luyện và cuối tuần mình mới có mặt ở nhà. Nên mọi cái công việc quản lý trong nhà là một tay vợ lo hết. Nói chung là làm vợ của một vận động viên mà quốc gia là chị là phải hy sinh rất là nhiều luôn. Ở nhà là chăm hai đứa nhỏ mà không được ở gần chồng nữa chứ. Nó cái đó là hy sinh đó. Chưa kể là những lúc mà chuẩn bị đi thi á là phải tập trung. Đó. Đúng không? Ủa có bao giờ mà ông xã đi tập trung mà vợ được đi theo không chị? Tại mình không phải vận động viên quốc gia. Dạ, nói chung là mỗi lúc bố thi đấu thì tập trung thì đây không có được đi ạ. Ở nhà xuống dạ, luôn. Tại vì đang còn hai bé nữa. Đúng rồi. Cho nên là phải chết hai bố là hai bé rồi. Chăm hai bé ở nhà. Đi xí cho hỏi bạn lớn đi. Hồi đó giờ con có đi đi xem bố biểu diễn lần nào chưa con? Dạ thì cũng có rồi. Dạ, yeah. Đó là lần cách đây bao lâu rồi? Cũng rất là lâu rồi, chắc cũng khoảng 5-6 năm vậy. Dữ vậy hả? Gây thế công thì sao? Kỷ lục công đẩy là bao nhiêu ký? Kỷ lục hiện tại của công là công đang giữ kỷ lục thế giới ở hàng cân dưới 49kg. Thì công giữ kỷ lục thế giới là bây giờ trọng lượng tạ của công là 183.5kg. Công đã thiết lập từ năm 2017 và trước đó thì công đã lập kỷ lục thế giới năm 2014 và công là người đang giữ kỷ lục thế giới cho tới bây giờ. Thôi bây giờ chắc có lẽ là đi riêng mình đi. Tách biệt đi em à. Đúng rồi, đi riêng đừng còn cơm nước đâu nữa. Đúng rồi. Bây giờ em chọn ai? Em đi với anh Công. Rồi ok. Rồi tôi ai cũng được chứ nha. Dạ. Rồi. Rồi bây giờ chỉ có hai anh em mình thôi. Thật sự ra thì em cũng đã từng gặp anh rồi, nhưng mà không có điều kiện để mà nói chuyện nhiều hơn. Mà em nghĩ là khán giả, đặc biệt là những fan mà về gọi là thể dục thể thao, sẽ rất là mong chờ để được nghe anh chia sẻ về cuộc đời của anh nè, về tuổi thơ của anh, rồi về cái hành trình mà để trở thành một vận động viên gọi là giữ kỷ lục của thế giới như thế này. Thì mình bắt đầu từ tuổi thơ đi ha. Và em rất là quan tâm tới cái việc là lý do vì sao mà anh lại không có được trọn vẹn như thế này? Thật sự là tuổi thơ rất là cực khổ. Vì mình sinh ra và lớn lên trên mảnh đất quê hương Hà Tĩnh. Đấy là một vùng quê rất nghèo. Bố mẹ ở nhà làm nông. Sau khi lớn lên thì công mới nghe được chính bố mẹ cũng như ông bà ngoại là kể lại cho mình là cái thời xưa là mẹ lúc đang mang thai mình thì ba lại bị sốt xuất huyết. Và năm đó thì lại là đại dịch sốt xuất huyết. Nên là công lại thiếu may mắn nên sinh ra là bị liệt hai chân. Và quá trình công lớn lên thì công đi học. Lúc đó là công rất là buồn vì mình tới trường học cũng giống như bao nhiêu bạn bè đồng trang lứa thì cũng thấy các bạn chạy nhảy mình cũng muốn. Rồi các bạn có chiếc xe đạp. Rồi mình cũng muốn thử đạp xe nhưng không có thể cách nào mà mình dùng đôi chân được. Công lúc đấy thì công chỉ là dùng đôi bàn tay thay đôi chân để mình đi học. Và quãng đường mình đi học vậy thì vừa đi vừa về thì khoảng tầm độ là gần 4 cây số thôi. Có bao giờ mà bạn anh có những cái sự trêu ghẹo mà nó làm tổn hại đến cái thể xác của mình không? Đó thì công đi học trung học cơ sở thì lúc đấy là các bạn hay chọc là thân que kia thế là hùa nhau ra nghèo thì lúc đó cũng rất là tủi thân. Lúc đó là đi học xong rồi về là ngày hôm sau là không muốn tới trường nữa. Khi nào thì anh mới phát hiện ra là trong cơ thể của mình nó có một cái sức mạnh về thể chất nè, rồi mình suy nghĩ đến việc là mình tập tành và mình đi thi đấu? Là vào những năm 2003-2004 thì công bước vào Sài Gòn để công đi học nghề. Công lại chọn đi nghề điện tử là công cảm thấy là nó hợp với cái bản thân mình và mình lại thích nữa. Trong quá trình công học nghề tại trường nghề là công học tại lúc đấy là ở quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Buổi sáng công đi học ở trường, rồi buổi chiều thì công lại đi xin vào cả cái tiệm đồ gỗ để mình đánh cha nhảm các cái bộ đồ gỗ đấy. Buổi tối thì công lại xin tham gia vào cái câu lạc bộ hướng nghiệp mà dành cho người khuyết tật của thành phố Hồ Chí Minh là ở Bình Thành. Thì lúc đó là công lấy di chuyển bằng cái xe lăn là từ quận 9 đi về Bình Thành. Xe lăn mà mình đẩy bằng hai cái bánh đó hả? Đúng rồi, là để mình về đấy mình học tin học.
Thì sau khi công học xong, vô tình gặp thầy chủ nhiệm câu lạc bộ đấy, thì thầy lại kiếm luôn là chủ nhiệm câu lạc bộ thể thao người khuyết tật của quận Tân Bình. Và thế là thầy lại giới thiệu công đến với câu lạc bộ thể thao người khuyết tật. Thì lúc đó là các thầy bảo là em giang cái tay em ra xem thế nào, thì mình cứ giang tay ra vậy. Các thầy bảo là ở tay em cảnh giác, nếu như mà tập luyện muốn cử tà nó sức mạnh nhiều thì cái khớp nó dễ bị bật. Dạ. Mình đã quyết tâm mình thích cái môn cử tà rồi. Là từ nhỏ là anh đã thích rồi hay là khi nào anh mới thích cái này? Cái cơ duyên thích cái môn cử tà là cái thời điểm năm 2003, trước lúc công vào thành phố Hồ Chí Minh để đi học, thì công xem trên vô tuyến là có cái cuộc thi lúc đó là tổ chức ASEAN Paragame tổ chức tại Hà Nội. Thì các anh các chị thể thao người khuyết tật thi đấu thì công rất thích xem, và đặc biệt là thích cái môn cử tà. Công còn nhớ là lúc đó là có anh Chu Văn Phi Quốc, anh thi hàng cân 82 kg. Nhìn anh to con lắm, mày không biết là khi nào mình lao được như anh ấy. Công rất là hâm mộ. Nhưng sau này thì công vào thành phố Hồ Chí Minh, mình đến với thể thao thì lại vô tình trở thành đồng đội. Tính ra là phải cảm ơn vận động viên đó nhiều lắm luôn á, bởi vì đó là người truyền cảm hứng cho anh và cũng như là truyền cái nguồn động lực cho anh. Trước tiên là cho anh hỏi là cái ngọn gió bốn phương tám hướng nào mà nó thổi một cái đó, hay là em và bạn Công gặp nhau? Nói chung là do trời đưa đất đẩy anh. Trời đưa đất đẩy mà đẩy ở đâu? Đẩy vòng xoáy của tình yêu. Hai đứa gặp nhau ở đâu nè? Hồi gặp anh ấy là em là làm công ty ở Tân Bình. Còn anh là câu lạc bộ ở ngay chỗ Quận Nhất á. Thì lúc đó là trong cái câu lạc bộ đó là có cái anh bạn. Là anh bạn đó là anh trai của cái chị mà làm chung với em, làm may chung với em. Là xuống chơi xong rồi, thế là cái tình cờ lại em đi làm tăng ca về sớm, em hay tăng ca về muộn. Em mới chào hai chú thì anh Công mới trả lời câu là cháu lớn nhanh chú chờ. Bắt đầu hai đứa tính cái chuyện xa đó. Thì em biết rồi, với Công nó là một hoàn cảnh rất là đặc biệt. Vậy thì bên gia đình em có đồng ý không? Nói chung khi mà quen anh Công thì bên gia đình em cản trở thì rất nhiều. Đa phần là cản trở chỉ có một mình mẹ thôi. Ngoài là được mẹ ủng hộ ra thì em đã phải cố gắng nỗ lực như thế nào để cho gia đình em coi như chấp nhận Công, và cho tới bây giờ là mọi thứ nó suôn sẻ. Nói chung thì cuộc sống hôn nhân em cũng phải, nói chung là cũng phải giải thích cho bố mẹ rất nhiều, với anh chị nữa. Anh chị là 7 người anh chị, còn em là Úc là 8, cho nên là phải nói chuyện với anh chị xong rồi có một sau hiểu được cái tình cảm em dành cho chồng em như thế, thì anh chị cũng có một số anh chị đồng ý. Nhưng mà em vẫn nói rằng khi mà cưới anh Công, chồng em hiện tại chồng em như thế, thì em phải chấp nhận hoàn toàn trong cuộc sống, có nghĩa là như thế nào em cũng phải chấp nhận, có nghĩa là không phiền hà tới bố mẹ hoặc là anh chị. Có một điều hơi tế nhị là cái điều gì ở Công lúc đó mà em lại chọn Công? Lúc em quen anh em mới 16 à. Đó, 16. Cho nên là em nói chung là em rất sợ quen những người mà mình cảm giác mình rất, nói chung là mình của phụ con gái mình phải đề phòng ấy. Nhưng mà tính anh Công thì rất hiền và chân thành. Nói chung là anh rất chân thành. Thế rồi khi nào thì anh mới gặp được bà xã của mình? Nói về gặp bà xã thì ở đây này là khoảng thời điểm năm 2006, Công đi chơi cùng với một người bạn sử dụng câu lạc bộ hướng nghiệp dành cho người khuyết tật. Bạn ấy có một người em gái đang làm ở xưởng máy, đi làm ở Tân Bình, để là rủ Công đi chơi. Thế là đi chơi cùng với bạn thì vô tình lại gặp bà xã ấy chơi. Anh, nhưng mà em hỏi nè, khi mà anh phát hiện ra là mình đã yêu cái cô gái này rồi á, thì anh có chùn bước không? Anh có bị lo lắng không? Bởi vì rõ ràng là nhìn trên thực tế thì mình cũng không được trọn vẹn. Thế anh có bị mặc cảm về điều đó không? Anh có nhiều lúc thì có những cái sự mặc cảm nhất định. Tuy là một người này là một người mạnh mẽ, nhưng mình cũng phải có một cái gì đó mình lắng đọng lại, là để vượt qua được những cái khiếm khuyết của cơ thể thì một điều rất là khó khăn. Thì cái thời điểm ban đầu mà quen với bà xã thì chủ yếu là lên gặp mặt rồi đi về, chứ không cũng không dần
đi chơi đâu hay là đi ra đâu uống nước chị. Tức là không dám hẹn hò gì bên ngoài hết. Thế thì anh ngỏ lời cầu hôn chị như thế nào? Sau khi mà quen được cuối năm 2007, gần cuối năm 2007 ấy, lúc đó là cũng gặp được bốn người anh trai của vợ. Gặp xong rồi ngày hôm sau thì cũng liên lạc không được. Qua tới chỗ làm hỏi thì bảo là tạm đi về quê trong đêm rồi. Mất liên lạc khoảng gần 6 tháng. Sau đó thì sao? Bởi vì dĩ nhiên khi mà yêu nhau thì mọi chuyện nó rất là khác. Nhưng khi cưới nhau về ở chung một nhà với nhau rồi sanh con nè. Thế thì cái sinh hoạt nó có gây nó có phát sinh ra cái mâu thuẫn của hai vợ chồng không? Nhiều lúc thì vợ chồng cãi vã nhau thì có. Nhưng mà nó không đến nỗi là cái hiện tượng là mâu thuẫn để về cái vấn đề tình cảm hay tiền bạc. Cái cuộc sống lúc đó thì mình đi ở trọ, phòng trọ thì nó chật chội. Rồi ngày kia nhiều lúc mình nhận đồ về làm nhiều quá. Rồi mình lo làm nên lúc đó bà xã đi cùng đi làm ở ngoài thì mình ở nhà mình làm, mình lại không dọn dẹp cho gọn gàng. Rồi về cũng bị cân nhắc kiểu vậy. Nhưng mà chỉ là những cái nhỏ nhỏ thôi, chứ nó cũng không có cái gì mà gọi là quá lớn để mà hai vợ chồng đã bị mất đi cái tình cảm. Em nghĩ là tình cảm của chị dành cho anh rất là lớn á. Tại vì để mà kết đôi với lại một người khiếm khuyết như vậy thì chị cũng phải hy sinh rất là nhiều, và chị cũng phải tập một cái cuộc sống mới. Nó rất là khó. Khi mà bắt đầu mình có được một cái huy chương vàng đầu tiên, cái dĩ nhiên cảm xúc hạnh phúc của anh đó là quá đầy đủ rồi. Nhưng mà có bao giờ anh nhìn lại cái thời thơ ấu của mình, nhớ lại những cái trận mà bị các bạn chọc ghẹo như vậy, mà mình cảm thấy là bây giờ tôi đã làm được cái điều này nè, cho quốc gia nè, cho xã hội nè, tôi đã cái nư của tôi, còn bây giờ mấy bạn đang ở đâu? Có bao giờ anh suy nghĩ như vậy không? Vâng, về công ty những lần mà cũng đứng trên vục vinh quang thì có thể nói là cũng rất là tự hào về bản thân mình. Mình không chỉ đem vinh quang về cho đất nước, và qua những cái tấm huy chương đó thì nó mang lại cho cũng ngoài mặt giá trị kinh tế là cũng có được cả cái khoản tiền thưởng để mình trang trải cho cuộc sống, cho gia đình và con. Quá đó nữa thì mình cũng tạo dựng được cái danh tiếng của mình và tạo cho mình cái cơ hội để mình hòa nhập hơn với xã hội, và mình không phải là một cái gánh nặng của gia đình và xã hội. Là cái điều đó là cái điều công tâm đáng nhất. Bây giờ thì anh có cái điều gì lo lắng không? Trăn trở, lo lắng cho tương lai hay là như thế nào đó? Hiện tại thì mình đang còn có sức khỏe, mình đang ở giai đoạn gọi là chưa phải là sơn dốc sự nghiệp, nhưng mình vẫn còn tham gia thi đấu được. Nhưng mình cũng chỉ lo vào cái thời gian về sau mình yếu đi, con cái thì ngay một lần. Lúc đó thì cũng lại rất lo cho cái tương lai của hai bé, để cho hai bé có cái điều kiện ăn học tốt nhất, thì cũng chỉ lo cái tương lai là mình không đảm bảo cho được hai bé. Chứ hiện tại thì với cũng và gia đình thì cũng coi như là tạm ổn. Khi lấy công về, cái giai đoạn nào là giai đoạn khó khăn nhất? Lúc mà giai đoạn khó khăn nhất là lúc đó là 2008. Nói chung sau cưới em thì khi có bé thì bố mới đi thi đấu nước ngoài Bắc Kinh. Tôi có Bắc Kinh cho nên là anh đã bị chấn thương. Thì khi đó là anh là hoàn toàn là ở nhà, hai tay là không, cái tay bên đây là bị không di chuyển nha. Ở nhà thì lúc đó là bé em mới chỉ là 10 tháng thôi. Thì em mới để cho chồng em ở nhà chăm bé em đi làm. Mà thuê cái phòng trọ thì được có 10 mét vuông à, xíu à. Khoan cho anh hình dung cái. Thứ nhất là công không thể nào đi trên đôi chân mình. Dạ. Phải vận dụng cái tay nhiều. Dạ dạ. Mà lúc đó thì lại chấn thương một cánh tay. Dạ. Anh nói nổi cái việc mà pha sữa thôi cũng rất là vất vả. Dạ. Chắc anh nghĩ với em đi làm chứ em cũng đâu có tập trung mà làm đúng không? Dạ. Nói chung là làm thì cũng lo ở nhà. Bởi vậy làm thì buổi trưa thì thường là ở lại xí nghiệp, nhưng em không ở lại, em trưa em chạy về. Đến khi nào thì em quyết định em nghỉ việc luôn? Nói chung là chồng em đã trốn, có nghĩa là em kêu là ngưng, đừng có tập lại nữa, cứ từ từ đi đã. Nhưng mà anh vẫn trốn, anh đi tập ở Tân Bình. Hết xong rồi anh lại hồi phục được nhanh. Nói chung là cũng vượt được cái nỗ lực của mình. Thế nên là anh lại đi thi đấu, khi đó thì em phải chấp nhận ở nhà. Là nghỉ việc? Dạ. Cái lúc mà em mang thai bạn lớn, em có sợ đứa con của mình nó giống như cậu?
tâm lý của em khi mang bầu bé lớn thì em cũng có nỗi sợ một xíu, nhưng mà mình vẫn tự tin. Và em thì ở bên đạo Thiên Chúa là lâu lâu em cũng phải cầu nguyện xin ơn trên cho em được bé sinh ra khỏe mạnh. Khi mà đứa bé sinh ra thì khi bố công ẩm ẩm bằng ở trên tay thì lúc đó em nhìn thấy cái cảm xúc của công như thế nào? Hồi sinh bé thì hơi cực xíu là tại em sinh ở ngoại mà lại bị bạo đụt đập, nói là bổ hết đường rồi cây cối điện thì cấp. Hồi sinh bé lớn cũng cực, mà xuống bệnh viện thì họ dùng máy nổ thôi. Nói chung là bố nó sinh xong là bố vào xem thì bố cũng buồn và rơi nước mắt. Khi được thấy con trai của mình khỏe mạnh, suôn sẻ, đầy, gọi là đầy đủ, nói chung là anh cũng mừng. Đến khi nào thì mới hai vợ chồng mới về đây ạ? Ở đây thì em về 2019 3 năm trước là em mới về đây. Tại vì cái khoản em mua cái nhà này thì tự hai vợ chồng tự tích góp ạ. Ồ, quá giỏi. Anh hỏi vậy không phải là có ý gì đâu. Dạ. Nhưng mà thật sự khi mà khán giả biết được nhân vật là Công, một vận động viên đã mang về rất là nhiều tấm huy chương, không chỉ cho thành phố Hồ Chí Minh mà cho quốc gia, đó là một cái niềm vinh dự, là một cái niềm tự hào. Thành ra là khán giả coi tới đây thì chắc chắn khán giả rất là muốn biết rằng là cái nhà này là nhà mua hay là nhà thuê. Và nếu như đó là một cái căn nhà mà do hai vợ chồng tích góp và xây dựng nên và mua và về để ở thì thật sự không phải một mình Quốc Thuận vui, mà tất cả những khán giả của chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà cũng rất vui. Hai vợ chồng có thường xuyên về quê thăm ông bà không? Nhà em cũng ít, tại vì anh Thuận biết là tại vì bố là hay bận việc, thường thường về thì chỉ có ba mẹ con em về thôi. Bố thì cứ thi đấu tập huấn cho nên là không hề được. Mỗi lần thi đấu như vậy là tập huấn đi bao lâu? Cứ tập huấn ngoài vậy á, cứ cuối tuần mới về được ngày lại xuống tập trung ở dưới quận 9, lại cứ tập ở dưới đó. Nếu như sau này không khi không còn thi đấu được nữa thì hai vợ chồng có dự tính là kế hoạch là sẽ làm thêm một cái gì nữa không? Dạ, cái này thì vợ chồng em cũng chưa nghĩ tới. Giờ là tương lai chỉ nghĩ tới hai bé thôi, chứ còn cái chuyện mà để làm cái gì việc gì nữa thì em cũng chưa nghĩ tới. Chưa nghĩ tới, ok, thôi chăm lo cho các con là tốt rồi. Nhưng cái thứ hai nữa là Công cũng đã có, chắc là Công cũng đã tính trước rồi. Cho nên đã có một cái cơ sở để mà làm điện tử, làm loa và làm âm thanh đó. Dạ. Thôi, bắt tay vào làm thôi, để chuẩn bị cơm nha. Bây giờ em hỏi anh coi thiệt đi, cái này là anh đi mua đúng không? Không, Tám đi mua. Tám mua hả? Không, để chứ làm heo quay chắc chắn mua rồi, còn những cái phần này là Tám nấu đó. Trời ơi, một tay Tám đó nha. Hay quá. Đôi tay này là mang huy chương về cho Việt Nam, đôi tay này mang rất là nhiều chất bổ dưỡng để mà phục vụ cho bạn này. Hay quá. Vậy theo bạn đôi tay nào quan trọng? Đôi tay nào cũng quan trọng. Dạ cơ mời anh chị. Dạ tôi từ nhà Long Khánh cho mời anh chị dùng. Rồi cảm ơn anh. Dạ chị, cái giai đoạn mà 6 tháng anh chị xa nhau á, cái ngày mà bốn người anh trai của chị đi lên trên Sài Gòn để mà kêu chị về trong đêm, cái đêm đó nó diễn ra như thế nào? Cái đêm đó thì thật sự là bốn anh lên thì bắt em gái phải về quê liền, gọi là kêu xe, bắt xe từ Nam về ngoài miền Trung liền luôn. Trong đêm đó về là kể cả cái điện thoại, số điện thoại cũng bị phải vứt ở lại Sài Gòn luôn. Trời ơi. Là lúc không, đó là không cho liên lạc. Cái khoảnh khắc mà kêu về đó là chị chống cự quyết liệt không? Thì cũng có, nhưng mà tại bốn anh là nói chung theo đa số cho nên là em phải chấp nhận, em nhịn bước để em đi về. Lúc đó là sẵn sàng là không có liên lạc với nhau. Là tự tìm ra. Không liên lạc được thì anh này anh mới không gọi được, anh mới quyết định là anh gọi không được thì anh gửi thư. Anh gửi lá thư đầu tiên thì là chị gọi điện thoại liền. Rồi xong là tự tìm ra luôn ạ, một mình ra. Tự một mình ra luôn? Đúng rồi. Cái người đầu tiên mà gặp mặt trong cái đại gia đình của cô ấy đó, đại gia đình mà có những người anh mà bắt cô ấy về đó là em gặp ai trước? Em ra từ nhà vợ thì may mắn là cái buổi tối là chuẩn bị giờ cơm tối nên là rất đầy đủ.
là thời điểm đó thầy cũng vào là gặp để xin hai ông ba là trình bày là mình đã quen nhau như vậy với bà xã bây giờ thì xin để đi đâm hỏi. Thôi một bên ra nói đặng này luôn, em biết trước là công rao hay là công xuất hiện bất ngờ? Nói chung là cũng anh cũng không nói đâu. Là bất ngờ. Nói chung là tự xách xe đi từ Hà Tĩnh ra Nghệ An tìm kiếm á. Đi bằng chiếc xe 4 bánh. À, chị nói 3 bánh của mình. Nói chung ở quê là cứ nói xóm là tự tìm ra tự ấy luôn. Trời ơi em giỏi quá gia công. Đúng là mãnh lực tình yêu. Anh rất muốn biết cái cảm xúc khi em bất ngờ em gặp công ở ngay tại nhà mình. Nói chung khi nó cũng khó diễn tả lắm. Nói chung là từ tình cờ cái đang ở trong nhà cái xong rồi thấy có một chiếc xe bánh tới. Thế này ủa ai mà lạ gì trời, tại thường thường là anh ấy xuống là mặc những bộ khác, còn lúc anh xuống thì lại bộ đồ khác rồi không có nhận ra, tại 6 tháng mình cũng không nhận ra nữa. Thì nó cũng vừa vui mà trong lòng vẫn có một cái thì hơi sợ bên ngoại một xíu. Nhưng mà khi ngồi nói chuyện với ông bà thì anh cũng nói tình tiết như thế, xin như thế xong rồi. Thì khi đó là cả bên cả mấy anh mấy chị dâu luôn tụ tập một chỗ thì bắt đầu mới nói, thì khi đó em mới bớt à? Mới bớt một xíu. Dạ. Nhưng mà phản ứng của bố mẹ lúc đó như nào? Ông bà ngoại là rất hiền, khách tới nhà là ông bà luôn chào tiếp. Dạ, đón tiếp cũng chưa nói tới gì. Sau anh ăn cơm trưa xong bắt đầu mới nói chuyện, thì khi đó là ông mới hơi căng một xíu, tại vì con gái vậy mà gả cho anh vậy thì nhiều khi ông cũng sợ, nỗi sợ con gái mình sẽ khổ. À, khi đó thì em mới lên tiếng rằng là nếu mà không cho lấy anh á, thì thôi em sẽ không lấy chồng nữa, ở vậy cũng được. À, lúc mà em đặt vấn đề em nói là em sẽ hỏi cưới bạn này, thì cái phản ứng của ba mẹ vợ lúc đó như thế nào? Qua một ngày, qua một đêm ở lại nhà ông ba đến ngày hôm sau thì cũng có mấy chị dâu rồi, có cả cậu là một người anh của tám đấy, thì lại chơi thân với công. Thế là cũng có thêm lời để hỗ trợ nên là mình có thêm luôn, coi như là người có hỗ trợ gọi là có thêm đồng minh. À, đồng minh, đồng minh, đồng minh. Rồi lúc đó công mới vượt qua được cái ải của ông. Là ông gặp đâu đồng ý là ông gọi điện bảo vệ cho bố mẹ nha. Thì bố mẹ cứ tưởng đâu là đùa ông ba. Tại bố mẹ cũng không biết gì. Thật ra như thế này là anh hiểu rồi. Sau khi cưới thì chắc chắn là bố mẹ hai bên vẫn sẽ còn tiếp tục lo. Thật ra là với hoàn cảnh của hai vợ chồng còn trẻ, cái thứ hai nữa là không có nhà cửa, ở nhà thuê. Và để tới ngày hôm nay, khi mà nhìn thấy các con trưởng thành và các con, cái quan trọng là ngoài những cái giải thưởng vinh quang mang về cho đất nước, chắc chắn là ông bà sẽ rất là tự hào về chàng rể này. Nhưng mà một cái điều mà ông bà chắc chắn nó sẽ vui hơn nữa là nhìn thấy là hai bà chồng có được một cơ ngơi, có được một cái nhà như thế này, đúng không? À, hồi nãy là anh có nghe là Tám nói là bố mẹ vợ giờ rất là thương đúng không? Rất là cưng đúng không? Gái đó ria rồi đấy. Hôm nay thì trong hàng ngàn hàng vạn khán giả xem chương trình thì chắc chắn là sẽ có bố mẹ vợ xem. Công có muốn nói hay là có muốn chia sẻ điều gì với bố mẹ vợ mình hay không? Và với những anh chị bên vợ hay không? Vâng, thì nhân đây thì cho con gửi lời cảm ơn ông bà ngoại và cũng cảm ơn các cậu đã rất là dành tình thương rất nhiều cho em gái. Con muốn có một ngày mình sẽ có một buổi xuân về gia đình bên bố mẹ và các cậu đầy đủ, các cậu, các mư và các cháu, để mình ôn lại những cái kỷ niệm vui buồn trong một khoảng thời gian vừa qua. Thế thì ba mẹ em thì bây giờ là vẫn ở ngoài quê, ba mẹ ruột của em á? Vâng. Nãy là Công đã chia sẻ và đã nói những cái lời yêu thương, lời cảm ơn đến ba mẹ em rồi. Ba mẹ của Công chắc cũng sẽ rất là cảm ơn một người đã đồng hành với Công, một người luôn ở đã hy sinh cái công việc của mình để ở nhà chăm lo cho các cháu của ông bà nội và là hậu phương tốt vững với Công. À, thì chắc em cũng nên đáp lời lại. Thì trong chương trình thì em cũng xin cảm ơn người đã đứng sinh thành, một người chồng và một người bố và hai đứa con. Mong cha mẹ luôn được bình an khỏe mạnh, luôn vui vẻ bên con cháu.
Trời, dễ thương quá. Những cái lời nói rất là mộc mạc, nó không có quá nhiều những cái ngôn từ gọi là bay bổng, nhưng mà nó chứa đựng rất là nhiều cái tình cảm mà của hai anh chị dành cho đứa sinh thành của mình. Hồi nãy anh có hỏi vợ là hai vợ chồng có dự tính gì để cùng làm chung với nhau, tại vì chắc chắn là sẽ đến lúc nào đó là công sẽ không, cái tuổi của mình nó không thể nào mà tiếp tục với cái công với những cái giải đấu lớn như vậy. Trong tương lai thì công cũng đã có những cái dự định rất lâu rồi, là nếu như công có thêm một chút điều kiện thì công sẽ cố gắng là mở cho mình một cái phòng gym mang tên mình, để mình vừa rèn luyện sức khỏe, vừa hỗ trợ được cho các anh chị em khuyết tật. Tới là cũng sẽ cho các anh chị tập liền miễn phí. Và ơi, sau đó là cũng sẽ có thêm được một cái khoản nguồn thu để mình lo toan cho gia đình. Thì đấy là cái điều công rất áo ước để mình làm được. Mình gửi lời cho ba mẹ cũng đã gửi rồi. Bây giờ thì hai anh chị có muốn dành cái gì cho nhau không? Thì cảm ơn em là đồng hành cùng với anh trong suốt khoảng thời gian 15 năm mình ở bên nhau. Mong rằng em luôn luôn khỏe mạnh và để có sức khỏe hỗ trợ cho anh cũng như hai con nhỏ. Anh không mong muốn gì, chỉ mong sao em luôn luôn khỏe mạnh và luôn luôn hạnh phúc. Cảm ơn chồng nha. Rồi, cảm ơn anh chị rất nhiều. Những cái câu chuyện ngày hôm nay chúng ta trao đổi với nhau thì khán giả, đặc biệt là khán giả của anh, sẽ hiểu được hết cuộc sống của vận động viên như thế nào ha, rồi cái hành trình đến với lại những cái chức vô địch nó gian truân như thế nào. Cảm ơn anh, cảm ơn chị. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi 19:30 thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7. Bây giờ thì hai anh em Quốc Thuận và Ngọc Lan xin phép được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.